Xin chào các bạn, mình là Lò Nghiệp Sinh, năm nay mình 17 tuổi. Mình vừa học xong lớp 11 tại trường Võ Trường Toản. Sở thích của mình đó chính là môn địa lý. Mình thích tìm tòi mọi thứ về thế giới và các địa chất. Và mình thường có hiếu khiếu về môn này. Mình có một người cô tại Mỹ. Và người cô này đã tư vấn cho bố mẹ mình. Bố mẹ mình đã quyết định là không cho mình học lớp 12 tại Việt Nam nữa mà chuyển hướng sang học tại Mỹ. Sau khi tìm tòi và mình đã chọn trường The New American School tại bang Colorado gần nhà của dì mình để thuận tiện trong việc đi học. Trường này thì gần nhà của dì mình và có mỗi năm thì có khoảng đến 500 sinh viên đến từ khoảng 40 quốc gia trên thế giới đến học. Và học phí thì nó hợp lý, chỉ khoảng 7.000 đô vào một năm. Và sau khi học tiếp, bạn có thể chuyển tiếp vào cái trường đại học nổi tiếng trong bang này. Sau một thời gian thì mình đã tìm hiểu về Mỹ. Mỹ, đương nhiên các bạn đã biết, đây là một nước phát triển nhất trên thế giới. Và hệ thống giáo dục thì cũng đứng nhất thế giới. Cho nên chọn Mỹ một lựa chọn không hề sai lầm đối với các bạn. Sau khi tìm hiểu tại Mỹ, em và bố mẹ em đã lên đến công ty Tân Đại Dương để gặp chị An và tư vấn nộp hồ sơ vào từ giữa tháng 6 và nay là gần cuối tháng 7 đã có visa rất là nhanh. Khi học tại đây thì mình có ấn tượng rất nhiều về nhiều anh chị đã hướng dẫn cho mình, như chị An đã giúp mình sửa lại cái câu trả lời và giúp mình tự tin hơn. Và anh Khôi, lúc mình bỡ ngỡ, anh ấy đã chỉ cho mình nhiều cách tìm kiếm thông tin trên mạng, thu thập thông tin và chọn ra những ý hay nhất và sửa lại những câu trả lời cho mình để nó hợp lý. Và người ấn tượng nhất đối với mình đó chính là anh Bảo Anh. Anh ấy dạy rất là vui. Và khi học xong buổi của anh thì đúng, ai cũng sẽ lên tinh thần và muốn phỏng vấn ngay với lãnh sứ quán mà không sợ gì cả. Trước khi phỏng vấn thì buổi cuối cùng anh Bảo Anh đã dạy mình và đúc kết cho mình 6 câu hỏi. Và sau khi đến phỏng vấn thì đúng là 6 câu hỏi đó không chạy được đi đâu cả. Cho nên mình không có gì bỡ ngỡ cả. Theo kinh nghiệm của mình, nếu đi phỏng vấn, các bạn nên mặc đồ không nên quá sặc sỡ. Chỉ mặc đồ giản dị bình thường như là đi sinh nhật chứ không phải đi đám cưới. Cách đi đứng nói chuyện thì hãy thật tự nhiên. Đừng câu mày câu mặt mà lúc nào cũng hãy cười. Và khi gặp được người phỏng vấn thì các bạn đừng có nên sợ sệt gì cả. Hãy chào họ và nói chuyện thật tự nhiên và tạo cảm tình tốt với họ. Nếu như họ cảm thấy vui hay cười trên mặt thì tức là các bạn đã đậu rồi á. Nếu mà có bạn bè và người thân muốn đi du học tại Mỹ thì mình sẵn sàng giới thiệu cho các bạn công ty tư vấn Tân Đại Dương. Bởi vì ở đây thì lớp học nó rất vui nhộn và sẽ chỉ cho bạn từng chi tiết mà các bạn cần thiết để phỏng vấn. Hy vọng các bạn sẽ có được visa như mình. Và không quá bỡ ngỡ khi trước ngày đi phỏng vấn. Mình là Sinh, xin chào các bạn.